Bộ Công Thương đang triển khai nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào quản lý và điều hành nhằm hỗ trợ tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý của Bộ. Theo Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức quốc tế, tổ chức nhiều hội thảo lớn về cách mạng công nghệ 4.0 nhằm truyền thông, tạo hiểu biết và nhận thức đúng đắn về bản chất, đặc trưng cơ hội và thách thức của cách mạng công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, lồng ghép nội dung giới thiệu về cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ, hội thảo với các trường thuộc Bộ, đẩy mạnh cung cấp thông tin dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, các xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận làm chủ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 từng bước xây dựng các mô hình nhà máy thông minh trở thành trọng tâm ưu tiên trong đề án ứng dụng khoa học và công nghệ trong quá trình tái cơ cấu của ngành công thương, cùng nhiều chương trình khoa học công nghệ cấp bộ. Hiện nay, Bộ Công Thương đang trao đổi, thảo luận với một số doanh nghiệp, viện nghiên cứu, các tổ chức tư vấn để xác định nội dung và các dự án triển khai liên quan tới ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0 vào doanh nghiệp trong thời gian tới.